Anh giấu em cái gì? Anh đâu có giấu gì đâu. Thôi rồi. Nói nào. Anh hay lắm. Đi ăn dụng, dẫn bồ dưới về nhà, dẫn vô phòng của em với anh ngủ. Chị phải giang hồ không vậy? Phải. Bạn của chị nhảy tới 300 cái luôn đó. Giang hồ sao mà mở nhiều quá. Trời đất ơi, chị Đại là mạch vậy không đó.